Một trong những cái việc mà ban hợp xướng Ngàn Khơi thường thực hiện đó là chúng tôi thường hát những bài nhạc mà mang tính cách lịch sử Việt Nam. Thí dụ như Xuân Quang Trung vừa rồi. Và nếu mà Xuân Quang Trung nói về một cái chiến tích lịch sử của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào cuối thế kỷ thứ 18 thì nhạc phẩm kế tiếp đây sẽ nói về một cuộc hôn nhân chính trị giữa nhà Trần và Chiêm Thành vào đầu thế kỷ thứ 14. Đó là sự tích cuộc hôn nhân của Huyền Trân Công Chúa. À, kính thưa quý vị, Huyền Trân Công Chúa sinh năm 1289 tới tháng 6 năm 1306 khi Huyền Trân Công Chúa chỉ vừa mới 17 tuổi thì được bố là Trần Nhân Tông gửi sang Chiêm Thành để lấy vua Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô và châu Lý, nghĩa là vùng đất khoảng từ đèo Hải Vân ra tới phía bắc Quảng Trị bây giờ. Tới tháng 5 năm 1307, chỉ chưa đây một năm thì vua Chế Mân chết. Và theo tục lệ Chiêm Thành đó, thì nếu mà vua chết thì hoàng hậu phải bị hỏa táng để chôn theo vua. Lúc đó vua nhà Trần là Trần Anh Tông, là anh của Huyền Trân Công Chúa, mới sai đại thần Trần Khắc Chung đem lính đi cứu Huyền Trân Công Chúa về. Và theo đường biển tới tháng 8 năm 1308 thì về đến Thăng Long. Và theo di mệnh của vua cha thì Huyền Trân Công Chúa phải đi tu ở chùa Châu Sơn, lấy biệt hiệu là lấy tên là Hương Tràng, và bà mất năm 1340 khi mới hơn 50 tuổi. Và nhạc phẩm kế tới là Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, gồm trong trường ca Con Đường Cái Quan của nhạc sĩ Phạm Duy. Và nhạc phẩm này kể về câu chuyện của Huyền Trân Công Chúa. Và bài hát sẽ được diễn tả bởi một tiếng hát rất là quen thuộc với chương trình của Ngàn Khơi. Cô đã từng cộng tác với trung tâm Asia cũng như là với Hội Hữu Nhạc Việt Mỹ và các chương trình của cộng đồng, và cũng tự thực hiện live show nữa. Và đặc biệt là cô đã tốt nghiệp tại trường New York University về bộ môn Musical Theater, ca nhạc kịch, và cũng đã từng góp mặt trong rất nhiều vở ca nhạc kịch Off-Broadway, cũng như là gần đây là The Tale of Lady Thị Kính, là chuyện bà Thị Kính của nhà soạn nhạc PQ Phan. Và thưa quý vị, nhạc phẩm Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi ngày hôm nay sẽ do tiếng hát Bích Vân trình bày cùng với sự đệm đàn dương cầm của nhạc sĩ Quốc Vũ, và đặc biệt với đàn bầu của em Luke Trần là học trò của Bích Vân. Xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón tiếng hát Bích Vân. Tình say đắm ơi chàng, ước nuôi
chẳng ngăn được sóng mơ.